chào quý vị và bạn. Tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long, tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Và trước mặt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Altis. Đây là phiên bản 1.8 số tự động, bản G, bản đủ màu đen và đời mới nhất 2019. Chiếc xe này thì đang được Toyota Thăng Long niêm yết ở mức giá là 791 triệu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu các bạn sở hữu mẫu xe này, chúng ta sẽ chỉ phải chi trả một mức giá rất thấp thôi, bởi vì chúng ta có một chương trình khuyến mại tổng giá trị lên đến 60 triệu. Các bạn có thể hoàn toàn tùy chọn bằng tiền mặt trừ dư giáp và giá bán, hoặc các bạn có thể lựa chọn một phần tiền mặt, một phần gói phụ kiện, một phần gói bảo hiểm. Cái đấy là do nhu cầu của các bạn. Nếu trong trường hợp mà các bạn muốn trừ thẳng vào giá bán, chúng ta sẽ hoàn thiện các thủ tục còn lại sau, thì các bạn sẽ chỉ phải chi trả 791 trừ 60 còn 731 triệu. Ngay lập tức chúng ta đã sở hữu một chiếc Altis mới nhất 2019, 1.8 số tự động, được trang bị tất cả các công nghệ an toàn theo tiêu chuẩn 5 sao châu Á. Có nhiều người sẽ không thích mẫu xe này, bởi vì người ta nói rằng Toyota thì bây giờ làm gì còn gì như trước. Thì tôi cũng xin phép đính chính một chút. So với cùng một tầm tiền thì tôi cũng phải khẳng định là những chiếc xe Toyota đang có mức giá khá cao. Tuy nhiên, nếu các bạn tính lại 730 triệu cho một chiếc Altis 1.8, tôi nghĩ con số này không hề đắt một chút nào cả. Chiếc xe này được nhập khẩu máy, được nhập khẩu khung gầm, và nó nổi tiếng là bền bỉ và lành xe như thế nào, tiết kiệm như thế nào thì chắc là các bạn cũng biết. Không phải ngẫu nhiên mà Altis nó được mệnh danh là chiếc xe lành nhất của Toyota. Hiện tại mẫu Altis phiên bản mới này chúng ta cũng đã được trang bị rất nhiều những cái công nghệ mà tôi nghĩ là thật sự thiết thực. Chúng ta có thể kể đến điều hòa tự động. Một chiếc điều hòa của Toyota, tôi xin khẳng định luôn, có thể nói là nó lạnh nhất, lạnh sâu nhất trong tất cả các mẫu xe hiện tại. Hàng ghế phía sau rất rộng. Mặc dù không có cửa gió điều hòa sau, nhưng tôi tin chắc là điều hòa của chiếc Altis này chưa bao giờ làm các bạn phải thất vọng cả. Ở phía sau chúng ta sẽ có sẵn cả kệ tì tay luôn. Một số các tiện ích khác của mẫu xe này, ví dụ như màn hình DVD đi kèm với 6 loa giải trí này, nút bấm mở cửa và khởi động thông minh Start Top, hệ thống Cruise Control, kiểm soát chân ga tự động. Và đặc biệt, Altis nổi tiếng ở tính năng an toàn. Đây chính là chiếc xe đầu tiên đạt chuẩn NCAP châu Á. Chúng ta sẽ có cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phanh ABS dành cho 4 bánh, phanh đĩa. Và đặc biệt chúng ta sẽ có tới 7 túi khí quanh xe. Các bạn hãy tìm hiểu một chút về cái việc túi khí quanh xe, những điều kiện để nổ túi khí. Tôi có đọc một số cái thông tin, có thể nói là những anti-fan vào dìm hàng khi cho rằng là túi khí của Toyota rất bền, đâm không nổ. Nhưng thực sự những vụ tai nạn, những hình ảnh thực tế tại hiện trường thì tôi có thể khẳng định là với những điều kiện như thế thì không một túi khí của hãng xe nào có thể nổ được. Túi khí cũng phải nổ do có điều kiện. Và điều kiện để nổ túi khí thì tôi sẽ làm một cái clip chi tiết hơn để chia sẻ với các bạn. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào chiếc Altis này. Đây là tổng quan, mời các bạn ngắm lại một chút ít. Thiết kế thể thao, rất là trẻ xe rồi. Nó không còn bị mệnh danh là chiếc xe dành cho những chú, những bác nữa. Mà hiện tại bây giờ thì mẫu Yaris Altis này cũng được rất nhiều khách hàng trẻ quan tâm. Mọi thông tin chi tiết về cái mẫu xe này thì quý vị và bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi theo số máy 0971054888. Tôi là Nghĩa, quản lý bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long, và tôi phụ trách toàn miền Bắc. Miền Nam các bạn có thể liên hệ với số hotline còn lại. Chiếc Altis này sẽ được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe trên toàn quốc. Và một lần nữa thì tôi xin cảm ơn quý bạn đã quan tâm theo dõi video, cũng như là theo dõi những chiếc xe mới nhất mà tôi gửi đến các bạn. Mọi thông tin chi tiết về mẫu xe này, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và nhận xe sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.